Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành có liên quan, Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều và quận Cái Răng tập trung nguồn lực giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương chưa giải ngân, trong đó có dự án kè bờ sông Cần Thơ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều và quận Cái Răng chịu trách nhiệm bàn giao mặt bằng thi công, đảm bảo kế hoạch tiến độ triển khai và giải ngân dự án theo kết luận của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố tại buổi làm việc với đoàn công tác cơ quan phát triển Pháp AFD vừa qua. Tại cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về dự án mới đây, đại diện AFD đề nghị cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để dự án hoàn thành đúng tiến độ. Việc chậm tiến độ sẽ khiến thành phố phải trích ngân sách địa phương để thực hiện, không nhận được tài trợ vốn từ AFD. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã yêu cầu các địa phương có dự án đi qua gấp rút vận động bàn giao mặt bằng. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, phải bàn giao dứt điểm để thông toàn tuyến dự án.